Cả mẹ zin các bạn. Một cái luôn trình độ xuống phong thôi đi. Ok. Mới chỉ nói thôi. Các mày đấy các bạn à. Để bao tràn nhá. Để tràn trống lên. Hello, xin chào các bạn nhá. Và bây giờ là cuộc hành trình đi quang cá ở trong hồ xem thế nào nhá các bạn nhá. Và bây giờ sẽ các bạn sẽ theo chân mình đi luôn các bạn ơi. Ok, và sẽ xuống từ xuống đây và cái hồ nước ở dưới cái gốc cây kia các bạn. Rồi. Và mình cầm cái quang đây các bạn. Vâng, ok. Sẽ từ từ đi các bạn. Tục suối các bạn. Ok. Tới hồ rồi các bạn. Rồi, rồi ok. Bây giờ anh quang đi. Ui ui. Ui. Có một tổ ong các bạn ạ. Trời ơi, anh bị trích phát rồi đây. Hai phát luôn rồi. Một tí à mình. Tí à mình sẽ đốt nó luôn. Rồi. Chắc là cũng khá to hay sao. Thử xem thôi. Ủ mà các bạn ạ. Anh nó bị trích đây. Các bạn thấy không? Cái tổ ong đây trích anh phát đây. Ok, bây giờ anh nó sẽ quăng trích hai phát vào cái đây. Ôi giời ơi. Ok các bạn. Ok các bạn. Sẽ quăng luôn cho các bạn. Ok, và đầu tiên nha các bạn. Bây giờ là anh nó sẽ thử phát xem thế nào các bạn. Chắc bị ong trích phát. Ủa, con kia cũng khá to đấy các bạn. Thấy lòi đầu. Anh ném phát xuống đây này. Ok đấy. Ê, thấy mấy con kia đã chưa các bạn? Lòi đầu ra. Đây lòi đầu ra bên kia kìa các bạn. Thì khá nhiều ạ các bạn ạ. Xem mà đáng sử dụng cái này đang quả nhiên là cứ làm miết mà không được các bạn. Vâng, ok vậy các bạn, bây giờ tiếp tục nhá các bạn nhá. Động đậy ở đây này. Ok. Ok. Là sâu luôn. Xem thế nào nhá các bạn nhá. Trong là nói chung là được không được nhiều một ít là ăn sống. Ok. Xem thế nào nhá các bạn nhá. Nghe cái này run từ cực. Nói chung là chẳng nên nghe là lấy lá. Thang của khe à? Chẳng nghe không được. Cái này im coi im coi im lòng. Xem thế nào các bạn ạ. Rồi, ra tên. Con này. Ôi, ok rồi các bạn ạ. Chết này xuống đi các bạn. Con này. Tam à, các bạn tam này. Ê, chú, chú, ê, cái chú sát trái nhìn thua là, chỉ có game nhìn thua, cái thua à? A teo. Được 3 con, 2 con, 3 con. Bao teo. 4, 5 con rồi các bạn. Cá chép không à? Trời ơi. Cá mè zin, các bạn. Lao tao mè, xe này. Một cái luôn trình độ, xuống phong rồi đi. Ok. Mới chỉ nói thôi. Cá mè đấy các bạn à? Để bao tràn nhá, hồi lúc đu. Hả? Sẽ tràn trống hơn đây. Cái tràn trống đây. Là một phát okay. Này. Nên là giống điều cho nó. Là một phát là được. Cứ phát vừa lại cho lan, lan cho lan, tràn cho mấy gì. Không được con chấm nào. Dạ, đi tràn trống đây. Cháu con ấy. Ừ. Ok rồi các bạn ơi. Xem quả này thế nào nhá. Cú phát này là không ok rồi các bạn. Ok, tiếp tục một phát nữa các bạn. Xem thế nào nhá. Ok.
Ok. Đó. Quả nhân là chuẩn luôn nè các bạn. Ui, ui, tuột rồi. Đúng có mè không? Được cá mè. Dính con mè. Con này thả đi. Nhưng là cho táo xuống trên gì chỉ là. Okay. Sắp tuột thật các bạn. Tí nữa là xong rồi. Ơi, xong thật. Mày mà thả thì nó thả rồi. Phát nữa các bạn. Đó. Con được tròn. Quả này là rất là ok luôn đấy. Phát nữa các bạn. Ui trời tròn thế. Quả này là ok rồi các bạn. Không thôi các bạn. Chán. Ok phát nữa các bạn. Xem thế nào các bạn. Ok. Đang đuổi cá luôn nha các bạn ạ. Không được luôn các bạn ơi. Xuống hồ đuổi cá luôn đấy. Quăng tới giờ nấy mà không được con nào luôn các bạn ạ.